Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày mai khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ bắt đầu xuất hiện những điểm nắng nóng cục bộ. Còn tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, ngày mai trời cũng hửng nắng sau nhiều ngày mưa ẩm. Dù trong đêm nay, đới gió đông nam ẩm tiếp tục gây mưa nhỏ, mưa phùn cho phía Đông Bắc Bộ, đi kèm với sương mù dày khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp. Độ ẩm trong không khí tăng cao trên 85% khiến hiện tượng nồm ẩm vẫn tiếp tục duy trì. Nhưng sang ngày mai khi mà vùng áp thấp phía Tây có phát triển và mở rộng về phía Đông, tạm thời đẩy lùi gió Đông Nam ngược ra biển. Vì thế mà tại khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ chuyển nắng về trưa và chiều. Nền nhiệt cao nhất sẽ tăng lên mức từ 25 cho tới 28 độ. Còn với khu vực Tây Bắc Bộ, trời nắng sớm, cường độ nắng cũng mạnh hơn, mức nhiệt cao từ 28 cho đến 31 độ. Riêng Mường Lay, Mường La, Sông Mã và Yên Châu sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt dao động là từ 35 cho tới 36 độ. Với miền Trung, sang ngày mai cùng với sự mở rộng của vùng áp thấp phía Tây nên từ trưa và chiều thì hầu khắp khu vực sẽ đều có nắng và mức nhiệt cao nhất vì thế tăng nhẹ. Trên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất trưa mai dao động từ 26 đến 28 độ. Trong khi ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt sẽ dao động từ 29 đến 32 độ. Tại phía Nam, khối khí nóng ổn định vẫn đang bao trùm và khiến trời ít đến quang mây. Vì thế mà ở cả hai khu vực trời đều nắng mạnh, cùng nền nhiệt cao, khu vực các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, mức nhiệt sẽ dao động từ 31 cho tới 34 độ. Tại Nam Bộ là từ 34 cho đến 35 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, vẫn nắng nóng và có nơi chạm ngưỡng 37 độ. Trên biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và sáng sớm ngày mai tiếp tục xuất hiện sương mù dày nên tầm nhìn bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Còn ngoài khơi khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió nhẹ cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thoáng rộng. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 16 tháng 3 cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị.